Tiêm bye bye. Tiêm nữa, tiêm nữa. Nào, vận động viên châm cố lên nào. Chơi, 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 em ơi. Bọt mì à. Mình chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vận động bên cạnh với lần thời. Mình là Linh. Mình là Thảo. Hôm nay bọn mình sẽ đưa các bạn đi tham quan ở chỗ chuối làng theo động tiên cảnh của bọn mình. Và trước khi đi vào video chính thì mình sẽ cho các bạn xem một số hình ảnh mà sáng nay mình quay được, đó chính là những hình ảnh người dân là lên đây để tham quan. Bây giờ mời mọi người cùng theo dõi video của mình. Cháu khát lắm. Cháu khát rồi, ông cứ gần gần là như nào nhỉ? Xúc xích đi cô, bà bố mua xúc xích cho đi. Anh Quang ơi, lấy đi, anh lấy thôi. Con đi chơi mà con mua áo dài, mua xúc xích phải áo. Cứt ở đâu đúng không? Đây là cuộc thi gánh nước mọi người ạ. Anh Trao ơi, cố lên anh Trao ơi. Okay. Đây là cuộc thi gánh nước mọi người ạ. Này muốn một cân đã. Nặng phết đấy. Một cân thôi. Cái này cần sự khéo léo của người chơi. Mọi người hôm nay lên đây rất là đông mọi người ạ. Phấn nó đang ở dưới ấy. Nó chưa đi 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 chưa đi. Không mệt tí nào. Không mệt à? Chúng mọi người sẽ bắt vịt ở đây này. Đấy, mọi người bắt vịt ở đây và trèo cây chuối để lấy cái lá cờ ở trên kia. Đó. Không biết là còn trò chơi gì không, nhưng mà đây là có trò chơi của mấy cái này là bắt vịt với lại là trèo đi cây chuối mọi người ạ. Đây là chỗ bán đồ thổ cẩm mà, đúng không? Này là chỗ bán đồ thổ cẩm mọi người ạ. Giày rất là đẹp. Thời gian thì năm nay kiểu nhà vịt dâu cũng kiếm được vài trăm vàng. Cái này là khăn dùng để chùm đầu mọi người ạ, chùm đầu của cô dâu ấy. Đấy, khăn này chùm đầu của cô dâu. Cái này bán một cái bao nhiêu cô? Cái này là 300.000 ạ, cái này là 500.000. À, cái loại màu sắc sặc sỡ này hơn thì là 500.000 một cái nha mọi người. Còn loại này là 300.000. Dây này làm gì hơn, cái này là à. Dây, cái kiểu dây này là làm nó khó hơn nên là đắt hơn mọi người ạ. Nhìn cận cảnh này. Còn dây này là làm dễ hơn nên là 300.000.
Cái kỷ niệm đậm tình cảm. Còn cái này là cái gì đấy ạ? Dùng để chùm đầu phải không ạ? Không, thang nữa, đi đám cưới. Đây là một anh tố đây này. Thế như các bác các cô ở đây bảo thì cái này dùng để trang trí cho cô dâu mọi người ạ. Trang trí cho cô dâu. Đi phụ dâu thôi, phụ dâu ạ. Này là dây buộc lưng, thắt lưng đúng không? Thắt lưng này rất là đẹp mọi người ạ. Bên trong này thì có thêu cả chữ ở đây nhá, nhưng mà hơi mờ. Đằng sau rất xanh. Bên kia là cái miếu nhá. Nghĩ yêu dánh đây. Dánh. Người yêu đâu dánh? Có đâu. Thỏ trắng. À, thỏ trắng người yêu dánh à? Không phải. Dạ vâng. Trọng tài môn bị mắt bắt vịt của chúng ta thuê từ nước ngoài về nên là rất là chuẩn chỉ ạ. Không lo là có gian lận ở đây. Sau tất cả các trò chơi chúng ta sẽ bắt đầu trao giải các hạng mục trên khán đài ở trên đông. Ba vận động viên khai màn cho môn bắt vịt sẽ rất lợi thế. Con vịt chưa quen với môi trường nên nó còn rất là nhiệt. Đừng có đâm nhau vỡ đầu đấy nhá. Cởi khẩu trang nhá. Bỏ khẩu trang ra không thỏ đâu đấy. Cũng bắt vịt bắt người nhá. Quý vị có thấy không ạ? Con vịt này lần đầu tiên bước ra sân khấu lớn nên là đang ngập. Và ba vận động viên của chúng ta đang sẵn sàng rồi ạ. Đang chuẩn bị sẵn sàng để bước vào phần thi đầu tiên. Thế mà là vịt to. Vịt là tay thương bỏ của anh bắt được em ấy. Quyết định chung nhé. Tức là ba vận động viên bắt. Ví dụ hai vận động viên vô trọng tài cảm nhận đúng một nhau, bỏ tay nhau ra. Đúng một lúc thì phải bỏ một người ra. Đấy. Nào, ba vận động viên. Trọng tài ra ngoài đi vô cả. Ba vận động viên đứng hàng với nhau. Đấy. Đấy. Đấy, đúng hàng nhá. Là tức là không được vô nhanh, phải từ từ, không đâm đầu vào sức mùi mẻ trắng thì khổ lắm. Đấy. Từ bắt đầu nhá. Một, con vịt đang đứng trước của các vận động viên. Một, hai, ba, bắt đầu. Bỏ đi. Bởi vì con vịt là không được gì mất. Đang tê theo sau. Ba vận động viên được mỗi cái vậy. Ba vận động viên phải tập trung. Đấy, phải tập trung. Nào, con này đây, con này bên sang bên trái, áo đen bên trái. Nào. Đi bóng, áo đen bóng. Sang phải. Ngồi đi.
rồi. Trò chơi rất hay. Cháu ơi, bỏ bỏ cái đường hỏng dao kìa. Hai cháu bé đừng dựa vào con dao hỏng mất con dao nhá. Và đồng viên áo đỏ. Hai, ba, con vịt đang đứng trước mặt của các vận động viên nào. Nào, nào, hãy bồ luôn đi. Bồ luôn một phát luôn. Đất mình, đất mình. Con vịt đã đặt tay trong tay. Bỏ vận động viên. Thả luôn, thả luôn. Rồi, mình lên cái ráng. 2, 3, mày bật ra. Quay tay luôn này, nhưng ta đã ra này. Không chặt được. Hôm nay là anh ấy, cái ráng đi. Cái ráng đi nữa, dạ đi cái ráng. Mình đến cái ráng, cái coi là cái ráng mình can coi. Mình đến cái ráng, cái ráng này. Cái ráng này, cái ráng này, cái ráng này. Cái ráng กระดังว่าไงกระดังว่าไงกระดังเลยนี่กระดังว่าไงนี่นะเอาไปตรงนี้ก็หมดแล้วนะเข้าไปไอ้จ้าบอลตรงนี้น้องจังเลยเด็กเกือบคนบิดลุ้นไปไปกูไม่ลุ้นได้ขอสายก่อนเกิด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 เกิ
Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Một cái rồi, rồi. Thế là ban tổ chức chúng tôi đã mất đi 2 giải thưởng rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi 2 giải thưởng nữa thôi. Bản một đâu? Nào, cố lên nhá. Bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên! Chỉ được lấy một cái thôi. Thế là... Quay rồi. Như vậy là bây giờ ban tổ chức là... Bị lố to rồi. Lý Văn Tâu, 2 câu. Chỉ còn mỗi một giải thưởng to nhất cuối cùng. Nếu mà Lý Văn Tâu lấy được thì sau đó cái giải thưởng đấy phải về trải nghiệm trong gia đình. Cố lên! Sắp hết bàn cơm rồi! Cố lên! Như vậy là đã thành công, chỉ có 4 vận động viên. Nếu mà sang năm 3 giá xuân thưởng chúng ta mà dồn tiền đấy thì chúng ta làm nhiều giải thưởng vào. Thì năm nay hơi ít hơn một chút thì đằng nào vận động viên là bà con cũng lấy hết rồi. Thì rất là cảm ơn các vận động viên đã có thành tích cao. Một, Lý Đức Cao, bản một thâu, chuẩn bị. Một đồng viên bỏ cái khi cởi quần ra để ăn giải thôi, bởi vì giải nó to lắm nên nếu mà mặc cái quần đấy nó chặt nó không trèo được thì mình tiếc cái phần thưởng lắm đấy.
Nào, lúc cao chuẩn bị nhé. 1, 2, 3, chào. Nhịn cao. Bây giờ chơi mà. Đấy, vận động viên đấy rất là xuất sắc. Đấy. Nhìn giống con sâu đó hết. Như vậy là phần thưởng cao nhất đã thuộc về Lý Văn Cao. Tiếp theo còn 3 giải thưởng nữa. Xem vận động viên nào xuất sắc nhất nhá. Ra văn đề mấy ạ? Rất khỏe, rất khỏe. Vận động viên hôm nay đã leo được núi thì rất khỏe. Ban tổ chức cắm lại một cái cờ vừa cắm chắc là được có thấy em cầm cả cái này lên cắm xong lấy cái kia xuống. Cứ nguyên tắc cứ trèo lên lẻ lấy phần thưởng của mình đã, không cần phải phần thưởng của người khác. Bắt đầu trèo. Đây là chuột chân cho thi lần thứ hai. Có thể lúc nãy con kịp hô, bây giờ hô lại nhé. Hô lên. Hô lên. Hô lên. Hô lên. Cố lên, sắp hết đoạn chơi rồi. Đấy, sắp hết đoạn chơi rồi. Đấy, đấy, thế là có phần thưởng rồi. Đấy, ôi, đấy, phần thưởng đó là thuộc về. Đấy, thuộc về mình. Nhưng mà cứ từ từ xuống thôi, chắc là bạn ấy thích quá. Được phần thưởng thích quá là cứ xuống nhanh để nhận phần thưởng. Mỏi tay quá, không cầm được lâu đâu. Ra văn viên mà không lấy được thì dành cho người khác thì rất tiếc đấy. Bẻ cả cái ngọn luôn nhá. Cái ngọn này dùng rất bẻ cơ. 1, 2, 3. À đi tốt. Kéo vài cây nước được. Cao nước cũng được. Như vậy là hôm nay các chương trình trò chơi bịt mắt bắt bịt đã là thành công. Và thứ hai nữa là leo chuối cũng rất là thành công. Bây giờ, bây giờ nhá, chị đang đứng ở chú Đích Bạch, tức là 40 km đấy chị ạ. Chị phải bước xem là chị biết là bao nhiêu bước mới đủ được 40 km nè. Bắt đầu nhá. Nào, 1, 2, 3, chị bắt đầu bước. Chị được nghe khán giả, chị đã biết là mình đi là bao nhiêu mét, nó đủ 40 km, thì chị hãy giơ lên, chị hãy 1, 2, 3 bước. Tiếp anh ơi, từ từ tiếp. Nó chỉ lệch một chút thôi. Tiếp bạn ơi, tiếp, chưa. Thế là chị lỡ bước vào rồi. Tại cái này rồi. Chị kéo mất một bước, chị ơi. 1, 2, 3, bước. Tiếp đi anh ơi, tiếp. Từ từ. Tiếp một bước nữa. Rồi, từ. Đã được khám phá lần đầu tiên nhất. Tổ chức chúc mừng nhá. Đây thế nào? Đường huy chương đấy. Đúng không? Tiếp theo Đào Lý Hồng sẽ khám phá tiếp một cái túi bóng của ban tổ chức bị vỡ ra nữa nào. Nào. Từ từ nhé Hùng nhá. Và cũng thông báo cho các mọi vận động viên chứ không cần phải vụt mạnh lắm đâu, chỉ cần vụt nóng vào túi bóng nó sẽ bị vỡ tan ra để phần thưởng của bên ban tổ chức. 1, 2, 3 bước. Tiếp từ từ. Tiếp Hùng ơi, tiếp tí nữa. Rồi. Tạc áo, lùi. Đập. Wow.
đề nghị luôn là bên khán giả ở bên cạnh không được không được nhắc. Chúng ta chỉ hô cổ vũ thôi, chúng ta không được nhắc nhá. Chưa. Cứ bước chân nhẹ nhàng vào sân. Tí nữa. Còn một bước nữa là ăn thẳng luôn, vỡ luôn cả cái túi bóng luôn. 1, 2, 3 bước. Liệu có được không? Cố lên. Đập. Tiếp nữa. Nào, vận động viên chăm cố lên nào. Chơi. Chơi. Em ơi. Còn bị sang phải, đi rất thẳng mà vượt sang phải, bởi vì có các chú, các anh chàng trai ở đấy đang định vượt để cướp đấy làm chồng, nhưng mà lại vượt không được. Cố lên. Được rồi. Nó không tính vào bóng nước. Rất tiếc. Tí nữa. Nhưng không được vượt ngang. Xin các bạn nhá. Xin các bạn, chúng ta không được vụt ngang. Nếu mà vụt ngang thì cũng không tính được. Bởi vì khi nó có 4 cái túi nó treo lùng lẳng thì vụt ngang thì nó một cái không tính, thì sẽ tính một cái khác. Ví dụ như thế là không tính. Tí nữa, vụt! Đã bị vỡ mất túi bóng rồi. Thế là phần thưởng Đặng Văn Anh đã là ghi nhận được phần thưởng cuối cùng. Ông đô phải lơ ngơ, vẫn phải vàng như thế này. Chưa chứ. Làm quán luôn anh nhỉ? Cố lên. Đập. Trượt mất rồi. Vận động viên Quang, nếu mà vụt ngang khả năng là ăn luôn đi. Kiêng nước về xong để đổ vào mấy cái này để đập ấy. Kiêng nước lên xong để đập cái này. Sẽ có một cuộc chơi. Rồi tí nữa. Rồi luôn. Rất chuẩn. Chị mà bịt mắt như thế mà chị vẫn đi chuẩn này, chắc là tối chị mà đi mò chai được ấy. Chị ơi, chị có đi, chị cứ thẳng người, chị đứng nghiêng, không phải là đi tổng đồ. Đi nữa. Chị à, đi bị lỡ chân. Xoái lên thưởng thức bóng nước là
bà con nhân dân đã được trải qua rồi. Nhưng mà để chứng nhận là nó chặng đường 400 km mà đến đấy rồi mình mới vụt cái túi bóng nước để vỡ tan tành ra thì rất là hơi khó. Bảo bắt đầu nhá. 1, 2, 3 bước thẳng dậy, cứ thẳng dậy, thẳng dậy nhá. 2, 3 tí nữa 4 nữa. Rồi qua bên trái, qua bên trái, qua bên trái. Rồi tí nữa, một nửa bước, đập được ra, đã là bị vỡ túi nước rồi, đã bị vỡ túi nước, thế là đã tắm mát rồi, rất là tuyệt, thế là ghi nhận được phần thưởng rất lớn. Nào, chưa được, đứng thẳng vào nhá. Mày sao không kêu bắt đầu nhá. 1, 2, 3 bước. Ôi trời ơi, bước dài này chắc chỉ 3 bước là đục vỡ luôn đấy nhỉ. Thôi cũng là ghi nhận được một cái kỷ niệm chương rất là to. Sau đây xin mời Vương Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban lên trao kỷ niệm chương và phần thưởng cho các vận động viên. Hai anh em nhà này tham nữa được hai giải. Rồi xin mời bà con khán giả cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Mời đi tắm suối. À đây giờ có một số người đã bắt đầu về rồi các bạn. Bên dưới thì có người lên và bên đây. Bên dưới thì có người lên và bên trên thì bắt đầu có người xuống rồi. Các cô hôm nay mặc đồ dân tộc Dao rất là đẹp luôn. Đấy. Dân tộc Dao rất đẹp đấy. Kìa. Sao xuống lại cảm giác khó khăn thế anh? Anh đi xuống mệt tí. Bình thường anh đi bằng đã thấy khập khiễng rồi. Chưa xuống à? Dạ chưa, cháu còn chưa quay xong, cháu còn vào trong kia nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai bán đấy? Lấy hộ cốc xài nốt đi. Cốc bao nhiêu? Mình. Hai cốc. Ai dạ? Xin lỗi mà được. Được. Lo cái đó giật cơ đồng ý. Cầm. Phải mất cô lôi, chắc mấy lời. Sinh mới quay, không sinh không quay nha. Ở đây quay cho anh. Tại quay ảnh như này hả? Tại cái phần này anh phải lóc đây khỏi đây. Ăn đi. Phần này. Ăn đi. Phải quay vào mồm cơ. Quay vào mồm này. Quay thẳng vào mồm ấy. Đây. Anh Khánh nhục mấy con đội giòn. Nhục tại anh ạ. Quay. Không mời anh cameraman một miếng à? Phúc đi. Cấn gì què? Ý. Quay kẻ nặng nghiệp. Đâu? Cố gắng tiền đắt rồi nè, tính ra đi này, có ai mình định đây? Ngã ta đây mà. Nà lên từ sướng ra. Bên nhiều muốn của anh ghi chú muốn quấn đâu à của ai? Quấn cho nhiều muốn một cái nắng lên thả. Ở nắng nó toàn. Thưa các bạn, cái hang động này là có từ thời rất là lâu rồi. Từ thời ông cha còn đi đánh Mỹ, đánh Pháp gì đấy thì mình cũng không rõ. Nhưng mà ông nội mình có kể lại là ngày xưa có người đã từng xuống đây để gọi là tránh bom đạn. Mà không biết là có bom đạn rơi vào đây hay không. Nhưng mà ông nội mình kể lại thì mình cũng chỉ biết là mình nghe như nào, mình chỉ nói lại như thế thôi. Đấy, giờ sẽ bắt đầu vào đến cửa hang rồi mọi người. Đây là cửa động mọi người ạ, cửa hang rồi ạ. Mệt không? Ôi sao chị nó không đi thời ngã đấy. Mình không hiểu luôn mà. Mình là mình không hiểu luôn. Thưa các bạn, đây là cái quan cảnh của cái hang này. Rồi đợt trước mình có review qua rồi, lúc đấy là vừa mới làm hang mọi người. Xong bây giờ là bắt đầu là hôm nay là được công nhận là di tích của tỉnh. Đấy, bây giờ mình sẽ đưa các bạn xuống xem. Hiện tại thì bây giờ đã lắp hết đèn led các thứ, là bên trong sẽ rất là lung linh, rất phù hợp để cho các bạn trẻ hiện nay để xuống để chụp ảnh với người yêu ạ. Mì một. Như các bạn đang nhìn thấy đây thì bên dưới kia là rất nhiều ánh sáng màu xanh, màu vàng, màu đỏ thì rất là nhiều. Ở bên dưới hình như là có cả sương mù mọi người ạ. Đấy, nhưng mọi người nhìn thấy đây thì có cả sương mù. Và bây giờ mọi người theo chân của bọn tớ đi xuống để khám phá nhé. Cái kia có cái hang động nhá. Chúng ta đi từ đây đi xuống đấy là khoảng 300 m. Chúng ta cùng đi xuống đến đấy xem nhá. Quay lên này. Quay lên. Anh Tâm ơi, nhìn thấy hậu chưa? À, mọi người đang tạo khói ở dưới kia. Chưa, ở đây mình thấy nhiều sương mù lắm mọi người. Sương mù đây, sương mù đây. Có cả đèn mờ các kiểu nữa này. Tạo một cái này nhá, sườn mình tự có nó gọi là nhìn mấy cái ánh sáng đèn như này thì nhìn cảm giác rất là huyền ảo mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục là xuống sâu vào nữa nhé. Sâu là cảm giác bọn mình trông như hai vợ chồng mới cưới ấy. Vợ chồng trẻ chụp ảnh cưới. Đấy là bọn mình rất là may mắn được các chú ảnh ra chụp cho một vài kiểu ảnh thì hy vọng là sẽ được một bức ảnh ưng ý. Ông mình nhưng đùa mà thôi, đây không phải là hai vợ chồng thôi nhé. Ông các bạn đánh giá chết. Cầm tay cô như đúng rồi. Làm như cô thì chả vấn đề gì, đã ảnh hưởng. Là cô, bé hôn. Thấy cô Tiên chưa? Chưa nhìn cô Tiên đây. Cô Tiên đã đến đây. Cô Tiên đang xuống đây. Có cô Tiên đang tắm mà. Chả có giọt nước nào mà cô Tiên tắm. Cô Tiên tắm cạn đây. Thưa quý vị, đây là cái
khu là bọn mình hay chụp ảnh ở đây thì bóng đèn này thì nó cũng là bóng đèn trắng nên là không thể mở ảo lắm như mấy cái bóng đèn dưới kia. Thì mình sẽ dẫn mọi người xuống dưới kia xem mấy cái bóng đèn nhấp nháy thay đổi màu như nó kiểu sẽ như thế nào, tuyệt ảo như nào. Và nghe đồn là dưới kia có cô Tiên đang tắm nước ở đấy. Mình cũng không biết là có phải là thật hay không. Nhưng mà... Có thật mà, có thật mà, đi theo cô là có thật. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy ở đây có một cô Tiên ở đây rồi. Đây này cô Tiên đây. Đấy, có cô Tiên ở đây rồi. Đi cô này đi tắm nhá. Nhưng quý vị đang nhìn thấy ở đây thì hiện tại đây rất là giống phim trường của Tây Du Ký mọi người ạ. Thật sự là rất giống phim trường của Tây Du Ký bởi vì trong cái... Bờ ảo ảo như này. Có một tập phim mà Đường Tăng bị bắt lọt hố ấy thì bên trong là có đèn mờ ảo như này rất là giống. Có biết là tí mình sẽ gặp cô Tiên hay là gặp Đường Tăng đây. Gặp Tố Lượng không? Gặp Tố Lượng không đây. Mọi người theo mình. Cô Tiên cười rất tươi. Đây đi theo mình với cô Tiên xuống nào. Với độ sâu là hơn khoảng 300m xuống thì chúng ta có thể cảm nhận được cái lạnh rất là ấm áp. Nó chưa vậy thôi chứ hiện tại là mình xuống đến độ sâu khoảng 50m cách chỗ cửa hang là bắt đầu thấy có một sự là lạnh rồi. Ý thưa quý vị, đây là cái giường của Hoàng Hậu. Đấy, theo như cô Tiên bảo thì đây là giường của Hoàng Hậu. Thì mình có biết là Hoàng Hậu có ngủ đấy thật không nhưng mà mình thấy bàn nó bị nghiêng ạ. Bàn rất là nghiêng. Quý vị có thể nhìn thấy đây là chắc là ngày xưa Hoàng Hậu có trèo lên đây và có làm... Cái này là phòng phải trang trí, cái này là người ta trang trí. Theo Hoàng Hậu trang trí phòng Hoàng Hậu. Theo mình nghĩ thì là ngày xưa cô Tiên có... Hoàng Hậu có trèo lên đây và lỡ dùng móng tay để cào ra những vết như này. Thì bây giờ hiện tại là nước chảy xuống thì thành những cái... Đấy, những đá này. Mấy cái này không biết có rơi được không nhỉ? Đấy, bên kia đẹp hết mọi người. Đấy. Các bạn, bác. Bây giờ không có quân. Giới thiệu với quý vị, đây là chỗ thay đồ của cô Tiên. Bởi vì là nó khá là bé mọi người. Nhưng mà theo mình nghĩ thì chỗ này là rất là nhiều người sẽ vào đây để chụp ảnh vì nó rất là đẹp. Nó cũng không gọi là quá rộng để cảm giác là mình vào mình chụp ảnh nó không bị lòe màu. Với lại là ánh sáng cũng rất là đầy đủ. Ví dụ nhá, ví dụ mà bây giờ mình ở đây chụp ảnh thì ở đây có đèn chiếu xuống mặt. Và đằng sau mình thì nó cũng có gọi là đá này, các thứ là trang trí rồi. Hiện tại thì theo mình nghĩ là chỗ này chắc là chỗ nhiều người chụp ảnh nhất mọi người. Đá đây này. Cái này là ngày xưa. Ngày xưa cô Tiên thay quần áo xong vẩy vẩy nước truyền thuyết nước bắn lên xong tạo thành những cái núi đá này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới. Đang tắm là ở đây nhá mọi người nhá. Đây là chỗ cô Tiên đang tắm đây. Núi đá còn vẫn đất nước này. Có gì không thì là vẫn còn nước. Ai da. Nhìn nhau đấy. Con này nhiều không? Đây nhé mọi người nhé, đây là ruộng bậc thang này. Ở đây có ruộng bậc thang đấy nhá. Quay đẹp không? Quay sang lai ra năm thành. Thấy giống hơi tối không? Đi xuống đi, mình lại đi xuống. Các binh sĩ đứng gác. Cái này nó kiểu binh sĩ đứng gác. Hiện tại như các bạn đang nhìn thấy ở đây thì giờ bọn mình đã gọi là đến đáy hang rồi, đáy động rồi. Và ở bên trong này thì cũng có một cái gọi là như kiểu... Một cái cung đình. Nó rất là to mọi người ạ. Đấy, và trên đá này. Đấy. Đá, cái kia có một cái như kiểu đèn đó mọi người. Đúng rồi. Đấy. À. Thì bây giờ cái chỗ này thì... Chứ mình cũng có giới thiệu qua rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại là mấy cái đá này là từ đất mà hình thành. Bên này thì chúng ta có là những cái đá này là nó vẫn hiện tại là vẫn đang chảy nước nhá. Đây mọi người xem này, nó vẫn nhỏ giọt nước thành núi. Đây mấy chỗ này cũng đang nhỏ giọt nước này, hiện tại chỗ này vẫn có này. Đấy
qua đây này, kéo. Đấy. Không biết là sau bao nhiêu năm nữa thì nó mới có thể là mấy cái này nó sẽ chạm được đến, gọi là tay mình sẽ chạm được đến. Thì chắc là không lâu nữa đâu, khoảng 20 năm nữa thôi. 20 năm cũng có đâu. Thưa các bạn, thì sau mỗi cuộc đi chơi thì bọn mình lại đi xuống nhặt rác. Bọn mình là người đi sau nhất thì bọn mình sẽ nhặt hết tất cả các rác như kiểu chai này, khẩu trang hỏng này, và những thứ nào còn sót lại như túi bóng này, vỏ bánh kẹo thì bọn mình sẽ nhặt hết lên để bỏ vào thùng rác nhé. Bởi vì là mình cũng người ở trong làng, với lại là mình cũng nên có một chút ý thức, gọi là đi du lịch thì mình nên là nhặt rác. Không cần thiết là phải là mình vứt ra thì mình mới nhặt, mà là mình đi đâu cũng thế, là mình thấy là mình nhặt thôi. Đấy. Đi. Mình khám phá hết rồi, mình lên thôi. Bây giờ mà mình sẽ đi lên trên khám phá ở ngoài cửa hang xem có cái gì không. Mọi người nhé, mình về mình nhặt về bán sư phụ nhá. Một công đôi việc mọi người ạ, và mình sẽ nhặt về. Khẩu trang này khẩu trang mới ấy, mọi người. Sau khi về mình dùng lại. Tiết kiệm này tiết kiệm quá. Khẩu trang này chắc là người ta làm rơi thôi. Chứ khẩu trang mới này không chắc không ai vứt cả. Vẫn còn một chai. Như Tì Đòi mang video tới đây vì bấm vào nó like, nó đăng ký, sau khi chia sẻ với Tì Đòi. Với chia sẻ với một Tì Đòi mang hàng bỏ. Đang Tì Đòi đang này nó cống vì lão phủ đi tay thăm quan hàng động, vì quay cái đi muốn đập bỏ mấy bà phủ đi thì rất là phủ đi thì rất là quý mến và nhiệt tình các khách du lịch. Phủ khách du lịch tải xong này nành chế công à, lại rác mà vứt vú lại nhặt rác về.